Xin chào anh chị. Hôm nay em đến đây muốn giới thiệu đến cho anh chị một căn nhà nghỉ dưỡng nha anh chị. Thiết kế rất là đẹp luôn. Căn nhà này chủ mới sửa lại rất là đẹp anh chị. Đường xe hơi vô tới chỗ nha. Con đường hiện tại này là 3 mét nha anh chị. Để em đi vào căn nhà em quay sơ cho anh chị xem nha. Căn nhà này mặt tiền tới 20 mét luôn anh chị. Chỗ này là anh chị có thể về nghỉ dưỡng, đậu xe hơi ở đây mấy chiếc cũng được. Ở đây rào chắn rồi kiên cố hết rồi. Em quay sơ cái rồi em quay em sẽ nói diện tích căn nhà với lại địa chỉ cho anh chị xem nha. Đây là căn nhà nè chị. Ở mé tôn ở trên đó rất là kiên cố luôn anh chị. Ở ngoài trước toàn bộ căn nhà này lót gạch hết rồi, đóng la phong. Khu vực này điện nước đầy đủ luôn, điện trung thế về rồi anh chị. Bây giờ em đọc cái địa chỉ nhà nha. 94 ấp Hiệp Trị, xã Phước Hưng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở ngoài trước thì ngang 20 mét, ở khúc dưới thì ngang 12 mét, bề sâu là 42 mét, hướng là hướng đông nam nha anh chị. Giá bán chủ kêu bán là 2 tỷ. Tổng diện tích của căn nhà này là 502 mét vuông, có 120 mét thổ cư. Căn nhà này em thấy rất là đẹp anh chị. Người ta đã dán gạch lên cao hết rồi, phòng ốc đồ rõ ràng. Để anh tiến ra phía sau em quay sơ cho anh chị xem nha. Ở trên đèn chùm nè anh chị, đèn chùm rất là đẹp luôn, trang trí rất là đẹp. Đây đặc biệt ở ngoài trước rất là rộng nha anh chị. Anh chị nào ở thành phố hay gì ở bên nước ngoài về có thể đậu được 3-4 chiếc xe hơi luôn, có thể đậu được 5 chiếc luôn anh chị, rộng quá rộng luôn. Đây nè. Căn nhà này em thấy rào lên hết rồi. Ranh giới rõ ràng anh chị. Bây giờ em tiến ra phía sau nha. Nhà này mới sơn lại anh chị. Em thấy cái mùi sơn còn rất là mới luôn. Em quay sơ sơ trong cái phòng cho anh chị xem nha. Nhà này có 2 phòng anh chị. 2 phòng. Ở dưới đây anh chị có thể để làm một cái phòng nữa, hay anh chị để một cái bộ dán hay gì đó, anh chị để có thể đựng đồ, đựng đạc rồi. Ở bên đây nè anh chị. Rồi bắt đầu tiến ra phía sau nha. Căn nhà này em thấy đây có bếp hết rồi nè, bếp rồi có tủ, tủ nhôm anh chị. Máy ở trên là máy tôn, ở phía sau cô chủ chưa có đóng la phong nha anh chị. Anh chị ở đây có cái giống như cái giếng trời vậy đó, để cho mát, để cho nhà cửa nó thoáng anh chị, có ánh nắng nó vô. Ở đây có 2 cái toilet. Rồi ở đây là chậu rửa chén nè anh chị. Chủ kêu bán căn nhà này 2 tỷ anh chị. Rồi để em ra phía sau em quay sơ cái nữa nha. Ở phía sau anh chị có thể làm sân vườn hay là khu vui chơi cho em nhỏ cũng được, là quá tốt luôn. Đây căn nhà quá rộng quá đẹp. Anh chị nào về có thể ở phía sau anh chị trồng hoa nè, hay là anh chị có thể để
một hai cái xích đu cho con em mình chơi ở đây, có không khí riêng tư rồi rất là đẹp anh chị. Chị có thể trang trí trồng bông trồng hoa ở đây nè, là vàng hoa ở trên cũng được. Ở đây diện tích đồ em thấy chủ nhà đã rào chắn lại hết rồi. Căn nhà này mọi cái đều kiên cố, rất là kiên cố luôn á. Rồi em nhắc lại cái địa chỉ sơ sơ cái nữa cho anh chị dễ hình dung nha. Ấp Hiệp Trị, xã Phước Hưng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bề ngang 20m, bề sâu 42m. Hướng là hướng Đông Nam nha anh chị. Giá bán chủ kêu là 2 tỷ. Có 120m thổ cư. Diện tổng diện tích của cái căn nhà này là 502m nha. Cách thị trấn Tân Hòa cỡ tầm 1 km tới 2 km nha anh chị. Cách thị xã Gò Công có tầm 5 cây số. Mé bên hông ở đây có một con đường để dẫn xe Honda riêng nè anh chị. Đó anh chị có thể đi đường này. Dẫn xe khỏi dơ nhà nha. Căn nhà này đặc biệt mới xong nha, cái mùi sơn còn thơm mùi sơn luôn nha anh chị. Rồi bây giờ em ra và trước em quay sơ sơ cái nữa, rồi em gửi đến cho anh chị. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em. Căn nhà này là nhà mới luôn anh chị. À, thấy cô sửa lại là coi như là căn nhà mới luôn á. Đây ở ngoài trước. Rồi em ra ngoài trước em quay sơ sơ tổng quan cái cho, rồi cho anh chị xem cái nha. Xe hơi lại về tới nhà tới đất mình luôn nha anh chị. Rồi bây giờ em đi bộ ra em quay con đường đi ra cho anh chị xem nha. À, con đường này cách thị trấn Tân Hòa cỡ tầm mấy 2 km. Đường này là xe hơi vô tới chỗ nha anh chị. Cách thị trấn Tân Hòa 2 km. Đường lớn phía trước anh chị xe chạy đó. Cách thị xã Gò Công có tầm 6 km anh chị. Em đang đi bộ ra. Rồi tới đường lớn anh chị ơi. Hướng này vô thị trấn Tân Hòa nha anh chị. Vô thị trấn Tân Hòa xuống khu du lịch biển Tân Thành là hướng này. Còn hướng này là về thị xã Gò Công nè. Cách 6 km về thị xã Gò Công. Rồi tới đường lớn này đó anh chị. Rồi tới đây em xin kết thúc cái video nha. Chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em